Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 34, ôn tập hình phẳng và bài tập môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 127 nào. Như vậy chúng mình sẽ đến với bài số 1 này. Câu A này. Vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm. Rồi chúng mình sẽ cần gì? Thước để chúng ta vẽ nè. Như vậy chúng ta sẽ vẽ, đặt thước để chúng ta vẽ nhé. Nhớ đặt cho thẳng nè. Sau đó mình sẽ đánh dấu nè. Điểm thứ nhất nè. Ở góc gì? Góc 0 này. Điểm thứ hai là mấy? Thì yêu cầu vẽ 6 này. Đây, 6cm. Đó. Như vậy mình đánh dấu xong hai cái điểm đây thì chúng ta sẽ gì? Đặt thước để chúng ta vẽ cho thẳng nha. 6cm. Đó. Và đoạn thẳng này của chúng mình được đặt tên là đoạn thẳng gì? AB. Vậy thì đây A này, B này, được chưa? Và đây mình sẽ ghi là mấy? 6cm. Xong chưa? Rồi câu B này. Vẽ đoạn thẳng CD dài 9cm. Đó, cũng giống như vậy. Thì mình sẽ vẽ một cái đoạn thẳng là CD. Đây chúng ta cũng đặt thước thẳng này. 0 nè. Được chưa? Cho đến mấy? 9 nè. Đó, thì yêu cầu là vẽ là mấy? 9cm. Đấy thì các em đặt thước chúng ta có thể để như này, ta kẻ luôn được. Đấy, 9cm nhá. Được chưa? Và đoạn thẳng này tên là đoạn thẳng gì? CD. Được chưa? 9cm này. Rồi. Sang bài số 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Rồi. Người ta cho mình nè cái hình như sau. Các em quan sát này. Từ M đến N này là 7cm này. Vậy thì từ M cho đến P đây này là 13cm này. Vậy người ta hỏi cái đoạn N, NP này bằng bao nhiêu? Vậy thì mình biết nè, MN cộng với NP thì sẽ bằng M, MP. Đúng không? Do đó cái đoạn NP đây này, NP này này sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng M, MP trừ cho M, MN. Được chưa? Các em thay số mà thôi. MP người ta cho đây bao nhiêu? 13cm. Trừ đi MN mấy? 7cm. Đấy, vậy thì 13cm mà trừ 7cm, tức là 13 trừ 7 thì sẽ còn mấy? 6cm. Như vậy đoạn NM NP sẽ là mấy? 6cm. Xong chưa? Rồi. Xong nhá. Mình sang bài số 3. À, câu B các em ạ, chưa đã sang bài số 3. Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Đấy, vậy thì nhiệm vụ của chúng mình sẽ đo độ dài của những cái đoạn thẳng này này, xem nó dài là bao nhiêu. Sau đó mình sẽ viết xuống dưới này, đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dùng thước để chúng ta gì? Chúng ta đo thôi. Như vậy ở đây thì thầy cũng lại lưu ý này, do cái sách của thầy đây nó có thể là phóng to được, thu nhỏ được. Đấy, do vậy là cái việc mà đo ở đây á, thì nó sẽ có thể là nó không giống như của các em nhé. Thì các em chúng ta sẽ đo thực tế trên thước của mình. Như vậy đoạn AB ở đây thầy đo được là mấy? 4cm này, đúng chưa? Đấy, thầy sẽ viết ở đây AB là 4cm. Rồi giờ đoạn BC này. Đây BC đây các em. Từ B đến C này thầy đo được là mấy đây? 3cm nè. Được chưa? BC sẽ là
3 cm. Rồi, đoạn tiếp theo là CD. Đây, CD này. CD cũng bằng mấy gam? 3 cm, đúng không? 3 cm. Và đoạn DE. DE bằng mấy? 4 cm. Đó, như vậy thầy đã đo được xong 4 đoạn thẳng. Và nhớ là cái số này có thể ở trên sách của các em nó khác, không giống như của thầy được nha. Rồi, vậy ta hỏi này, độ dài đường gấp khúc ABCDE là ABCDE. Vậy thì mình chỉ việc cộng thôi. AB là mấy? 4. Cộng với mấy? Cộng với mấy các em? Này, 4 cm nè. 4 cm cộng BC 3 cm, đúng không? Rồi, cộng với CD 3 cm nữa. Và cộng với gì? DE nè, 4 cm, đúng không? Đó, vậy thì bằng bao nhiêu cm? Chúng ta cộng vào, 4 cộng với 3 bằng 7, 7 cộng với 3 bằng 10, 10 cộng với 4 là 10, 14 cm. Xong chưa? Vậy thì độ dài đường gấp khúc này là bao nhiêu? 14 cm các em nhé. Đấy, nếu các em đo mà nó khác số của thầy thì cái kết quả này nó phải khác nha. Rồi, sang bài số 3 đi. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Người ta cho mình cái hình nè. Hình thích hợp đặt vào dấu hỏi chấm là, à, tức là gì? Theo cái quy luật thì chúng ta sẽ điền cái hình nào vào cái dấu ở đây nè. Trong 4 hình nè, A, hình B, hình C, hình D. Vậy thì mình phải tìm quy luật nè. Hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình vuông. Rồi, vậy thì mình lại lặp lại nè. Chữ nhật, tam giác, thang, vuông, đúng không? Tiếp theo phải là chữ nhật, tam giác, thang, vuông. Như vậy cái hình này phải là hình gì? Hình thang. Vậy thì trong 4 hình đây, à, như vậy đây sẽ là gì? Hình C chúng ta lắp vào đây nhé, đúng không? Đấy, vậy hình thích hợp ở đây sẽ là hình C. Được chưa? Đấy, khá đơn giản đúng không các em? Rồi, sang bài số 4 nhé. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Hình N được xếp bởi bao nhiêu hình A? À, tức là người ta cho cái hình A đây này, nó là một cái tam giác. Vậy thì cái hình N đây này, nó sẽ được xếp bởi bao nhiêu cái hình tam giác A này, đúng không? Rồi, vậy thì muốn biết được nó bao nhiêu hình ấy, thì cái hình A đây này, chúng ta sẽ kẻ nó đây. Đây, thầy sẽ kẻ ra để chúng ta có thể hình dung ra được số tam giác mà cái hình N đây này phải có này, hay là số cái hình A đây này phải có, đúng không? Rồi, đấy, thầy kẻ đây là chúng ta đã có những cái phân biệt ra rồi đó. Hai hình A này, được chưa? Ở đây là mấy? Đây, thầy sẽ kẻ luôn cái này nhá. Như vậy chúng ta sẽ có các hình nè. Đó, nối hình này vào. Tương tự như vậy ở đây mình sẽ chia ra. Đó, thấy chưa? Chúng ta sẽ có nè. Đây, thầy sẽ chia như thế này cho nó dễ đi. Chia theo đúng cái chiều này đi. Vậy cho nhìn cái hình trông nó cân đối và các em dễ quan sát hơn. Đó, như vậy thầy sẽ đánh dấu nhá. Hình số 1 này, hình số 2 này, hình số 3 này, hình số 4 này, hình số 5 này, 6 này, 7 này, 8 nè, được chưa? Đúng không? 9 nè, 10 nè, 11 nè, 10, 12. Như vậy mình có 12 cái hình giống hình A để mình xếp được cái hình N này. Vậy chúng ta sẽ điền vào đây là số bao nhiêu? 10, 12 hình A. Đơn giản không các em? Xong nhá. Đấy, chúng ta học hình thì chúng ta chỉ cần quan sát là chúng ta biết thôi.
Rồi, sang bài số 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số hình tứ giác có trong hình bên là, đây cái hình bên hình này người ta cho, vậy ta hỏi có mấy, A là 2, B là 3, C là 4 và D là 5. Như vậy để biết được có bao nhiêu hình tứ giác thì chúng ta sẽ liệt kê ra đây nhá. Hình tứ giác, nhớ là hình tứ giác có mấy cạnh? 4 cạnh, đúng không? Hình tứ giác đầu tiên này, to nhất này, hình chữ nhật này, A, B, C, D, đúng chưa? Rồi, hình thứ hai này, A, M, N, D, đúng không? A này, M này, N này, D này, được chưa? Hình tứ giác thứ ba này, M, N, C, B, đúng không? Hình thứ ba nhá, M này, N này, M, N này các em, C này, B này, C, B này, được chưa? Hình tứ giác thứ tư, M, N, P, B, đó, P, B, đấy. Như vậy còn hình tứ giác nào nữa không các em? Ta xét xem nào. Như vậy cái anh hình tiếp theo có thể là AB, APPN không được, 5 cạnh rồi. Như vậy anh này hết rồi, hai anh này cũng không ghép được. Như vậy ở đây chỉ có mấy, 1, 2, 3, 4 hình, đúng không? Chỉ có 4 hình tứ giác thôi. Kiểm tra lại lần nữa đi, A, M, N, D có rồi, M, B, P, N, M, N, P, B đây, đúng không? Rồi như vậy đây mình chỉ có mấy thôi, 4 thôi. Chúng ta sẽ chọn đáp án gì? C nhá. Xong chưa? Đó. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong được cái bài số 34 này. Và các em đừng quên chia sẻ kênh cho các bạn đang ngồi chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo. Bye bye.